có những người chạy lang thang kiếm nơi về trên từng con đường phố như đứa con trai hoang đàng. Có những nhà bị tàn phá, những hy vọng mọi người đã sụp đổ đến từ những thất bại. Ở đây chính là tiếng báo động, giọt nước mắt từ thanh đồ xưa. Nhìn thấy bao nhiêu người lạc mất, giờ đây con đang khóc cho họ. Giọt nước mắt con khẩn kêu họ về nhà ngài, cầu xin Chúa gọi bao người đi, chặn đến những người tàn tật kia. Chắc vậy con sẽ dẫn đưa họ về, nguyện cha sai con dẫn đưa họ về. Trong năm trước, các giáo sĩ đã mang tin lành đến Việt Nam của chúng ta. Tên tuổi của họ chúng ta chưa nghe. Họ những con người tầm thường nhưng mà đã làm những việc phi thường. Họ đã nghe theo tiếng của Chúa gọi, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Những ngôi chuông thù hận tràn lan, tìm thấy nơi đâu giữa trần gian, tình yêu và lòng xót. Trong thế hệ này, ở trong những nỗi tuyệt vọng, danh Giê-xu được truyền ra cho vinh hiển Ngài. Thật đây chính là tiếng báo động, những giọt nước mắt của thánh đồ Chúa dành cho những ai lạc mất không được cứu. Chúng con đây đang khóc cho họ, vẫn luôn mong họ hãy trở về nhà ngài. Và tất cả con cái chúng ta hãy giang cánh tay đón người thân thật kia. Cha chúng con sẽ dẫn họ về nhà, cha chúng con sẽ dẫn họ về nhà. Và tôi nhớ hãy đưa tay ra là con của đấng Christ, hãy cứ vững vàng. Và tôi nhớ hãy đưa tay ra là con của đấng Christ. Dẫn họ về nhà.
gọi này vẫn còn vang lên rất rõ ràng trong từng giây phút, vì cớ những người chưa được cứu, những người đang bị mất mất, sống của họ chưa được tiếp cận. Họ đang cần nghe sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu qua chính chúng ta. Bạn có nghe được tiếng gọi của Chúa chưa? Hay còn chần chờ điều gì đó chăng? Mong bạn nghe được tiếng gọi của Chúa.